À, thì đây rất nhiều anh em biết rằng là để có thể tiện ra được một cái quả phú quý mà đường kính to và đặc biệt nu đều như thế này thì cái phôi gỗ này không biết hàng bao năm đúng không ạ? Thì đây chính là một phôi nu Ngọc An. Thì chia sẻ anh em thì những cái phôi nu to như này thì với cá nhân thì thực ra thì nu ấy thì chúng ta sẽ không tính được năm, nhưng mà dựa vào cái độ lớn của nó thôi chúng ta có thể tương đối tính theo năm của cái phôi nu. Thì cái cây này thì chắc cũng phải áng khoảng vài trăm đến hàng nghìn năm, bởi vì nu thì nó hình thành như thế nào thì ngay bây giờ em sẽ chia sẻ anh em mình hiểu chút về nu. Thì một cái cây gỗ nó sinh trưởng và phát triển bình thường, và sau khi bị gặp các cái chấn thương hoặc là sâu bọ hoặc là sét đánh thì nó sẽ bị chấn thương cây, và cái cây đấy thì có những cây chấn thương nặng thì nó chết và nó không thể phục hồi được, nhưng mà có những cây thì nó tiết ra những chất dinh dưỡng đặc biệt để nó phục hồi phần chấn thương đấy, và lâu dần thì cái chất dinh dưỡng đặc biệt đấy nó cứ tích tụ lâu ngày, nó đùn ra và nhiều năm thì nó sẽ đùn thành những cục nu to như này, nó liên tục sùi ra. Chính vì thế cho nên là mang một ý nghĩa nó như là sinh sôi nảy nở, và cho nên tại sao mà những đại gia là thường xuyên là chơi nu là như vậy. Và để có những phôi nu rất là to như này thì chắc nó phải trải qua hàng vài trăm hàng nghìn năm tuổi anh em mình nhá.